Mấy chậu lên đây trước hết là mình con định ngôi nhà mới hen, vì ai chúc cho con đó là vợ chồng được đó là sống và gắn bó hạnh phúc bên nhau là suốt một cuộc đời hen, và vì hai đó là chúc mình cho con làm ăn đó là may mắn và sự như ý hen. Vì hai thì cũng không có gì lý báo, cũng có một món quà nho nhỏ nha, chứ vì hai tặng cho con và mấy cậu mới về hen. Tuy là không có gì nhưng mà của ít là nhưng mà tình nghĩa nó mới về hen con. Đây vì hai chúc cho con đây là con mới là con rồi, cậu bảo cũng hai chúc mừng mình về làm con ha. Hả? Có tiền chậm chứ sao là không được. Có món quà, món quà nho nhỏ thôi. Có phận ước quên. Là gì tám đâu rồi? Gì tám? Gọi chị hai sao lại có gì tám? Ờ, người ba đi, người mẹ vợ nữa. Người mẹ vợ đi chút đi, dễ. Ừ, thôi giờ tôi thì ít. Mẹ bây giờ mấy ai là ngày tân gia rồi mẹ không biết nói gì hơn thôi, cũng có món quà tặng cho hai chồng con nữa, chúc cho hai chồng con được trăm năm hạnh phúc ha. Rồi vậy đi. Chúc được ngày, chúc được ngày hạnh phúc. Rồi bây giờ rồi cho con mấy lời cảm ơn mẹ hai mẹ với đồ với mấy cụ mấy chị mấy chú đúng không? Đây chị vợ đúng chưa? Dùng cái rồi vậy là chúc mở ba ba vô đấy. Hai ba rồi anh cha thì tặng gì đó tặng đi con. Rồi đưa Năm Quyền hôm qua Năm Quyền lấy trước rồi. Năm Quyền mới trước này. Tiền hả? Rồi thôi vậy thôi, giờ đậu đi con, nghỉ đi giờ đậu. Nghỉ thôi con ăn đi con. Tự nhiên của mình đưa người ta đâu được.
con mẹ nó đi qua mẹ này đó. Nè, nó gió vô cậu. Có mà đang sắp về đi làm rồi. Nghỉ làm rồi. Không. Nghỉ làm rồi. Mười, mười tỷ mẹ của mẹ, mẹ là mười tỷ là con của mẹ nữa. Mắc to đó nha mẹ, đã mới 6 lần rồi. Đó, cũng được, nhiêu cũng được, lỡ rồi. Rồi. Đúng rồi, dạ phải chia ra kệ 8 tỷ cũng được. Nó rất cho con ra nhiều quá. Nè. Năm tờ phải không con? Xin xăm nha bà cậu ơi. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Nhiều nay cho con vô đặc biệt. Đó, tôi 8 à. Đó. Bà 8 là cháu chúng mình nhớ phải chia con nha. Đó là của nhà mà. Đó, 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 rồi em nghe gì có đúng không? Mẹ rút làm 4 tỷ chết rồi. Chia lại trả lại. Thì lấy 8 tỷ rồi, trả đi 8 tỷ rồi. Rồi kìa đúng không? Để con nè. Đây. À để con đó, con tự tự lấy nè, đó, lọc nha, tự lấy nha. Năm tờ. Ờ, lấy 5 tờ là cứ lấy 5 tờ, con cứ gì hoài. 9, 12, 20. Thôi đừng có đọc, lấy nhiều đi rồi đọc. Đi rồi. Có gì là chiều nay gì tám khỏi về đó. Rồi. Cái ta khỏi về luôn. Chị rút hết trơn đi, còn cái giờ chót là để cậu nha. Cái 2 tờ thôi. Ít 4 tỷ được rồi cũng được. Cái tờ cuối 2 tỷ cũng ăn. Rồi xong. Rồi em tiếp nào đó. Đó. Cho hết. Cứ nhập luôn. Rồi dụng vậy trời, gửi về chị, gửi về cho anh Tư này. Mày có mặt thì hưởng chứ, tù lon quá. Đây rút giùm cho. Rồi thêm 3 tờ nữa đây đó, rồi rút cho chồng đi nha. 3 tờ. 3 tờ thôi, bớt lại. Rồi 3 tờ, lấy 1 tiền. Rồi đó. Rồi. Không coi luôn, chiều xấu số thì mày lại coi. Cậu để chơi chớp. Không, khỏe chứ. Mày lớn mà. Mày lớn, cậu phải làm chứ đi. Chứ cậu phải không ăn ai, ai đâu chứ mày. Mày rút mày xin thêm ba đầu kia chứ để nhiều quá rồi tiền cắt không hết. Cái gì vậy? Không mà mấy tờ. Năm tờ. Con viên điển cho nó đẹp thôi. Ăn đi con. Đừng có lại chuyện nha. Mày lại đâu? YouTuber người ta quay. Mai mốt tao đăng YouTuber à. Rồi. Ai mà lá chim giờ xưa rồi. Đúng là 5 tờ 10 tỷ khỏe đừng. Chuyến này chắc mở đi cưới chồng quá. Là nó quen với nó kêu với vậy phải không? Nó kêu người khác gớm không? Gần ở gần đây thì nó kêu bằng nước ướt. Đâu nó cá ăn nhiều mà bỏ vô. Hồi nhớ trở thành công cầm quay nha chứ khỏi tay rồi đó. Này da đang bị bắt nha. Thương dễ rồi tại vì mới gắn cái này mà. Chị lên nè. Sao người mấy tờ? 5 tờ. Rồi, đã đóng xuống rồi, dùng lần được 5-6-7 tờ luôn rồi. 5 tờ đúng luôn rồi. Cái gì vậy con? 10 tỷ rồi đó, cái đó là lắp quá chúng là 10 tỷ á. Ông lắp của Kiên Giang luôn á. Rồi mở Úc bả tính lấy một lượt 10 tỷ luôn. Rồi, cái này che che nè đúng không? Cảm ơn em nghe. À, tới 10 hạt nè. Đó. À, phải rút rồi đúng 10 tỷ là phải luôn. Bây giờ không cần 10 tỷ, 10 tỷ hư lắm. Lỡ hư rồi hư luôn chứ sao giờ. Thôi phải hư mới được. À, phải hư mới được. 2 tỷ thôi. Mình phải hút lẻ. Mình phải chung ăn một tờ. Ăn mỏng rồi, ăn mỏng rồi đừng ăn dài quá. Ăn ít nồi dai, ăn nhiều cũng mỏng rồi. Mỏng rồi ha. Mỏng gì đâu sắp tới chung một tờ thôi. Rồi Phương Linh đâu ạ? Rồi cái chỗ nó còn áp đèn đó mà nó bắt không? Ờ không nổi. Ủa nó bắt nó chưa hết hay là hơn cái này không? Nó hơn cái này không? Nó hơn cái này không? Ủa đồ ơi. 5 chiều là em lấy sớm giờ trước rồi có em luôn.
là hư gì là... Đồng Phương lên đâu rồi? Vô vô giúp nè, lẹ đi. Lẹ đi còn thôi là xâm nhập con quỷ là thua. Chiều ra chúc cho mọi người may mắn hơn. Rồi còn nhiều của em rồi đó. Chúng là đang muốn chạy bộ.